Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức 17 giờ của ngày 30 tháng 8 năm 2021. Trong clip này thì thôi thì mình kể chuyện vui vui, đúng không? Nó cũng không có tin gì mới cả, bởi vì theo lịch thì đúng như cam kết thì CEO Phương Hằng sẽ tung ra những cái bằng chứng đầu tiên vào ngày mai, tức là thứ ba, về anh ca sĩ Mr. Đờm. Dạo này tôi hay nói cứ bị khàn khàn giọng ấy, trong hổ họng nó cũng có nhiều đờm, tự dưng cái nhắc đến Mr. Đờm cái là nó cũng có phần gì đấy nó ra được ngoài, nó cũng thoải mái hơn một chút. Chúng ta thấy rất nhiều người, kể cả công viên thủy tinh này, rồi là HL22 này, rồi anh Lễ Tổ này, tất cả mọi người đã bị một cái mà một bạn đọc comment giúp tôi rất là thú vị. Bạn đọc đó có nói chuyện thế này: anh Hoàng ạ, hôm trước trong buổi live stream thì anh có nói rằng là có một cái câu thần chú, có công một câu thần chú đó là sao kê sao kê sao kê và sao kê, thì tự dưng làm em nhớ lại một bộ phim rất nổi tiếng, một bộ phim mà ai cũng biết, đó chính là bộ phim Tây Du Ký. Chúng ta tưởng tượng như là một con khỉ gọi rằng là chạy nhảy lung tung, không thể nào mà nghe lời được, đến thiên đình nó còn dám lên phá quấy rồi tất cả mọi thứ. Cho nên một ngày đẹp trời để mà thu phục được con khỉ này thì Phật tổ nghĩa là tôi cũng không nhớ lắm. Thì lúc này á thì Đường Tăng được sự trợ giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát và cho đeo một cái vòng ở trên đầu. Vì thế mỗi khi mà con khỉ này nó không nghe lời hoặc nó như thế nào đó thì lúc này Đường Tăng sẽ niệm chú. Và mỗi khi niệm chú thì cái vòng này nó sẽ từ từ nó siết chặt vào và con khỉ này sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Mặc dù rất tài phép, có thể lên tận thiên đình để mà đại náo thiên cung, có thể đánh được yêu ma quỷ quái, nhưng mà với cái vòng này thì Tôn Ngộ Không, tức là con khỉ này, là trở nên vô dụng. Thì cái câu chuyện đó nó làm em liên tưởng tới cái câu thần chú mà anh đã nói trong cái buổi live stream hôm trước. Đó là câu thần chú sao kê, sao kê và sao kê. Khi mà em nói đến câu thần chú này thì hầu hết tất cả các diễn viên, các nghệ sĩ, các ca sĩ, những người mà rất chăm chăm làm từ thiện thì họ không trả lời được câu gì cả. Và rất nhanh em đã bị block ở trên mấy cái fanpage của họ. Rất may vì em đã lường trước cái điều đó, cho nên là em dùng một cái Facebook khác chứ không phải Facebook chính của mình, để thấy rằng là câu thần chú của anh vô cùng hiệu nghiệm. Bây giờ đi bất cứ đâu, đi gặp bất cứ fan nào, hay rằng là kể cả chính họ, thì chúng ta chỉ cần niệm cái câu thần chú thôi anh ạ. Sao kê, sao kê, sao kê và sao kê. Sao kê, sao kê, sao kê và sao kê. Thì họ gần như là họ không trả lời được một cái điều gì cả. Bởi vì đơn giản thôi, sao kê là một việc nó vô cùng dễ dàng. Sao kê là một cái việc mà nó vô cùng đơn giản, đó là nghĩa vụ, đó là trách nhiệm của ngân hàng. Ngay cả là 1,9 kg giấy hay là 19 kg, thậm chí là 1,9 tấn giấy sao kê để chăng nữa, thì nghĩa vụ hay là trách nhiệm của ngân hàng vẫn phải làm cho các chủ thể của mình. Em đã đi gọi để y hỏi các người bạn làm ngân hàng của mình và họ nói rằng là đúng rằng là nó việc xét về mặt nào đó thì ngân hàng xét về mặt nào đó thì ngân hàng sẽ rất là ngại khi mà sao kê cho mọi người. Nhưng nếu mọi người mà thật sự yêu cầu rằng ngân hàng bắt buộc phải sao kê cho họ thì ngân hàng sẽ làm cái điều này, bởi vì đó là quyền lợi trách nhiệm của khách hàng, quyền lợi của khách hàng, và đó cũng là cái trách nhiệm nghĩa vụ của ngân hàng. Nó không có gì khó cả. Và
Cái câu này nó vô cùng hiệu quả đến cái mức độ rằng bây giờ hầu như tất cả mọi người đều né cái từ sao kê ra. Chúng ta có thể nhìn thấy này, anh HL22 này, Mr. Derm này, rồi là anh Lệ Tổ này. Lệ Tổ là ai các bác biết rồi đúng không? Rồi cặp vợ chồng công viên Thủy Tinh này. Rồi chúng ta có thể thấy cả anh Mr. Derm cào thét vùng đất cấm. Thế nhưng mà cứ nhắc đến động đến từ sao kê là giống như là một cái vòng kim cô siết lại. Và họ không có cách nào để mà kháng cự được nó. Kháng cự được nó. Đó. Nó rất là thú vị, phải không các bác? Nói thế để thấy rằng là một số người bắt đầu có những cái câu hỏi thế này. Và câu nói kinh điển thế này. Đã làm được như họ chưa? Đã làm được như họ chưa mà nói. Đó. Đây cũng là một câu ngụy biện kinh điển mà nhiều bác và nhiều người cũng comment trên kênh. Kể cả bảo vệ CEO Phương Hằng, bảo vệ anh Dũng, hay là bảo vệ cho Mr. Derm, bảo vệ cho Lệ Tổ, bảo vệ cho HL22, bảo vệ cho vợ chồng công viên Thủy Tinh, vân vân, thì đều dùng cái câu này cả. Không có họ làm thì lấy cái gì ra mà làm. Các bác thấy giống nhau không? Họ không làm thì đã làm được như họ chưa mà cứ lên tiếng phán xét. Cái điều rất là ô hay, rất là buồn cười nhé. Rất là buồn cười nhé. Có thể tôi không nói về CEO Phương Hằng hay là anh Dũng nữa, bỏ qua một bên. Chúng ta nói về nghệ sĩ thôi. Nó đơn giản thế này để các bác có thể hiểu được này. Chắc gì họ đã làm bằng mình. Nhưng là câu hỏi ngược lại chứ. Chắc gì họ đã làm bằng mình. Và họ làm họ có được lợi hay không? Thứ nhất nhé, được lợi chưa chắc là về mặt, nghĩa là về mặt là gián tiếp, nghĩa là trực tiếp về mặt tiền bạc. Nhưng được gián tiếp về mặt tiền bạc, tôi nói thẳng đấy. Bởi vì họ làm thì họ được lòng của công chúng, họ được cái sự nổi tiếng, cái hoạt động của họ được PR rộng rãi, và từ đó là nâng cái giá cát-xê của mình lên. Ví dụ như là cô ca sĩ, cô vợ ở trong cái công viên Thủy Tinh cái chẳng hạn. Các bác nào làm showbiz các bác cũng biết thừa luôn. Trước khi cái sự việc mà liên quan tới từ thiện được đưa ra thì cát-xê của cô đấy là bao nhiêu? Và tại sao cát-xê của cô ấy tăng gấp 4-5 lần sau khi cái sự việc đó làm? Đó. Nghĩa là người ta không thể có thể rằng không được cái lợi ích vật chất vật chất ấy, về mặt trực tiếp, nhưng về mặt cả gián tiếp nữa. Đấy là việc thứ nhất. Nhưng nếu mà dùng cả cái lợi ích vật chất về mặt trực tiếp nữa, lợi ích trực tiếp nữa, thì họ làm còn có lời. Tôi đang ví dụ một số người làm thì có lời, tôi không có chụp mấy người trên nhé, còn có lời. Thì họ chắc gì đã bỏ ra bằng mình. Các bác bỏ ra 20.000, 10.000, 50.000, khéo còn hơn cả họ làm. Thế còn hơn cả họ làm. Bởi vì các bác bỏ tiền ra thật và các bác mất thật. Nhưng mà họ làm là có lời. Lời cả về mặt danh tiếng này, lời cả về mặt trực tiếp này. Bởi vì nếu không sao kê thì làm sao biết được rằng là họ có hay không bỏ đi vài chục tỷ, thậm chí là cả trăm tỷ vào trong cái túi của mình. Mình phải tự đặt ngược câu hỏi lại đó chứ. Đúng không? Như anh ca sĩ, mặc dù anh nói rất bậy, các ca sĩ gì mà của phim Kiếp Đỏ Đen nhỉ? Đó. Thì anh có nói thế này này. Tôi biết nhưng mà không nói. Câu anh của Kiếp Đại Tình Em Như Đại Dương với cả Kiếp Đỏ Đen ấy, thì anh nói là thế này. Nếu mà làm từ thiện mà không tính gọi rằng là lấy được cái phần lời về cho mình ấy, thì đưa cái tài khoản cá nhân đi để làm cái gì? Đấy là thứ nhất. Đó. Rồi người ta lại bắt đầu tiếp tục một cái câu hỏi, một cái suy luận tiếp theo rằng là cái số tiền chi tiêu đấy ra làm sao? Rút tiền mặt ra là làm thế nào? Rút tiền mặt ra để làm thế nào? Ví dụ rút tiền mặt ra có thể là sao kê đúng, nhưng mà sao kê rút khoảng tầm 15 tỷ tiền mặt. Nhưng lúc trao có thực sự là 15 tỷ không hay chỉ trao có 5 tỷ thôi? Đó là một cái ví dụ cụ thể để mọi người có thể làm tưởng tượng rằng là thế cùng còn là 10 tỷ kia thì về đâu? Tất cả những cái thứ đó nó như vậy. Cho nên người ta mới đặt những câu hỏi nghi ngờ rằng là tại sao mà sau một cái mùa từ thiện như thế, một cái mùa từ thiện như thế, giống như là vụ mùa ấy, để người ta gặt nhé các bác. Một mùa từ thiện như thế và một số người tự dưng là giàu một cách bất thường. Mua những cái tài sản nó lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ mà cảm thấy như là họ rút đồ trong túi ra vậy. Rồi tài khoản khi mà nổi lên trên thì tiền nó cứ bắn chu 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 vào, cũng không thể giám sát được, mà tiền của bá tánh mà.
luật thì cũng chưa quy định mức độ đó. Cho nên là nhiều người sẽ biết khai thác. Ngày xưa các bác có thể tưởng tượng thế này. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ ấy, anh có một câu rất là hay. Anh về nói về công ty cà phê Trung Nguyên của mình. Nhưng mà các nghệ sĩ ứng dụng cái điều này nó còn hay hơn cả Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là anh ấy nói rằng là đầu tiên là bỏ tiền ra để mà xây dựng cái thương hiệu. Và sau đó là đến khai thác cái thương hiệu. Lúc nói câu chuyện đó thì rất đúng. Bởi vì là cái giai đoạn đầu tư là bên Trung Nguyên người ta sẽ đầu tư tiền để mà xây dựng thương hiệu cho nó nổi tiếng. Có thể lúc đó là tính về doanh thu hạch toán là bị lỗ. Tuy nhiên sau này khi khai thác thương hiệu thì họ bán được cái cà phê này nhiều hơn. Thì lúc này là mới bù được cái lỗ này và sẽ sinh lời. Thì giới nghệ sĩ cũng vậy. Nhưng thay vì là đi bán những cái sản phẩm trí tuệ như là hoặc là cái sản phẩm chất lượng như là bài hát, lời ca, các hoạt động về nghệ sĩ thì họ bán cái danh tiếng và khai thác cái danh tiếng của mình, nghĩa là khai thác cái thương hiệu của mình từ các hoạt động từ thiện. Và lúc đó lại sinh được cái lời này ra như lời của anh chủ ca khúc Kiếp Đỏ Đen. Và anh ấy làm cái điều đó. Vậy thì có bất nhẫn hay không? Nhưng dù sao thì chúng ta cũng thể thấy rằng là chúng ta chờ đợi đến ngày mai để xem là có điều gì ở đây. Và tôi cũng không biết rằng là chị CEO Phương Hằng là sẽ nằm mơ tiếp về một cái lá, về một nằm mơ tiếp một cái khoản giao dịch nào đó của Mr. Derm, hay là chị sẽ trưng ra hẳn hoi. Tôi không tin rằng cái việc trưng ra, bởi vì rõ ràng là trưng ra cái giấy tờ mà thông tin như vậy thì có nghĩa là sẽ bị vi phạm pháp luật. Đó. Và anh Derm kiểu gì anh cũng nhảy dựng lên cho mà xem. Thì chúng ta chờ đợi đến ngày mai nha. Còn bây giờ để chúng ta có một cái câu vô cùng đơn giản, một câu thần chú sao kê, sao kê, sao kê và sao kê để mà nói chuyện với các nghệ sĩ từ thiện của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.